chào các bạn nha. Thời gian gần đây thì vườn quýt 3T đang trở thành địa điểm du lịch Canh Nông, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Khi bắt các bạn đến đây thì các bạn sẽ được thưởng thức đặc sản quýt hồng nổi tiếng và còn được có những bức ảnh check-in cực đẹp ở khu vườn phủ đầy sắc cam. Bên cạnh đó các bạn có thể mua đặc sản quýt hồng làm quà cho bạn bè và người thân. Hello, Vi xin chào cả nhà nha. Vườn quýt hồng ở bên kia, ở kia có cây đậu leo nữa kìa, trái quá trời luôn. Coi, bây giờ mình đã tới cổng của vườn quýt rồi nè. Mở cửa cho anh vào tính tiền đầu người. Ý, 50 hả? Là tham quan không hả? Có được hái không? Là 50.000 đó các bạn, mà mình sẽ không có được hái quýt nha. 50 buổi chiều phải giảm giá chứ. Bữa nào anh nghe 20 à? Dạ không ạ. Chúng không có người tính phải quần áo tắm này. Giờ này tắm gì mà tối tắm nổi. Tắm đi, ở đây không ai nhìn đâu. Trời ơi. Ôi, rộng ha. Chỗ nào bây giờ còn đẹp nhất? Ở chỗ này hả? Nói chung chỗ nào cũng đẹp hết. Ừ, đi mình đi một vòng lại đi. Trời ơi. Đi ra. Ủa có phải hồi nãy hai anh chị kia là chủ không? À bố em à? Hái nha, không có được hái nha. Sao quýt rớt nhiều thế rồi sao? À. Mà quýt giờ là quýt không rớt. Giờ là quýt không ngon. Trời ơi coi cầu cái chừng này nè bà Di. Nè. Ôi trái này, ba quay gần coi. Nè. Úi nó nặng trĩu luôn, một trái to quá trời luôn nè. Trời đi. Nè đứng đây này, đứng đây hàng này cái xe. Leo lên xe cải tiến út nha. Sao lại đẹp. Ôi. Thế nào chưa đẹp. Mê man chưa, đẹp chưa? Rồi. Bi ơi, có chiều quá. Bi cầm hai tay nó vác kiểu mặt trời lên. Trời đã chưa? Đi lượm quýt cho mẹ đi. Rồi. Đẹp quá à. Dì út dì Hằng vô đây. Đi lượm quýt coi. Này hai mẹ con này. Hai mẹ con. Rồi trồng quýt làm sao mà quả không trời. Bà Dì ơi. Hai mẹ con này. Quýt sao mà hay thế. Đâu từ từ. Ba cho ké tấm hình coi. Không cần like. Đây. Ui dồi, khiếp khủng không. Nào nhìn nào Bibi. Nhìn ba này. Ok. Ôi. Trời, hướng này nắng đẹp lắm. Đúng rồi. Trời ơi. Đã chưa? Rồi ôi, quýt mà nó bao la bát ngát luôn. Mọng không? Quýt này ngọt lắm nha. Đây nè. Quá trời quýt luôn. Wow, ba quay gần gần mấy cái chùm quýt nữa. Cho đẹp, quay về đẹp đó. Nắng. Có nắng này, anh nghĩ nãy là không có nắng. Giờ có nắng nên đẹp quá trời. Hai chị em vô trong cái đường quýt này nè. Nè Bi, từ từ. Bi đứng im cho bán nè. Chê chồng. Chồng chê. Kiếm chỗ nắng chút hình cho. Trời ơi, coi xa xa cho đẹp này. Đó, xa xa là nó nhiều cây. Nè. Tí sắc không nổi. Đi té. Út. Rồi, nó lượm kìa. Nó có việc làm rồi đó. Có đây. Ok. Bibi có việc làm rồi đó. Góc này nhìn qua con nắng. Dễ thương quá. Ơi quả nó hư rồi, đừng lấy. Quả nào mà xấu con đừng có lấy. Thôi mấy quả hư là không lấy đâu, mấy quả màu vàng mới lấy. Ở đây có cái ghế nè. Giờ mình ngồi mình sẽ làm kiểu mình chụp chứ, một tấm chứ. Vườn quýt hồng 3T có diện tích khoảng 1,5 hectare, chuyên trồng quýt hồng và quýt đường.
Vào mùa chín của quýt thồng thì khu vườn này tràn ngập sắc cam luôn các bạn. Nhiều cái cây mà nó sai quằn cành đụng cả mặt đất luôn. Hàng năm thì nhà vườn cung cấp ra thị trường từ 25 đến 30 tấn quýt các loại. Dạ man. Trên đây có cái tổ chim nữa này. Ừ. Thấp như vậy thôi đó mà chỉ có 5 tổ kìa. Đang đi quay cái tổ chim này kìa. À, cái tổ chim nè. Chị thương ha. Cái cỏ này là nó lấy cái cỏ hồng về làm tổ chim đó. Ở đây còn để cái ghế nè. Cái ghế cho check in. Lại ngồi tiếp. Ở đây có hai cái ghế nữa này Hằng. Rồi cái chùm này nhiều này ba Di. Đứng lại. Nè, cái chùm này đặt hết trái luôn á. Hơi bị nhiều. Ừ, này. Quá ghét. Trèo lên cầu thang nè. Đây cầu thang hay quýt. Nè, ui. Bé bây giờ. Lên. Là cô nông dân hái quýt. Rồi lên cao nữa là không dám rồi đó. Bên đó có quýt đầu trèo. Thôi xuống đi. Con sợ gì? Bibi. Rồi. Bi ơi. Bibi ơi, nhìn ba kìa. Nó ba này. Những năm trước đây thì vườn quýt này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách tìm đến, mà nhưng mà cái vườn quýt này không mở cửa để đón du khách tham quan. Tuy nhiên là do lượng khách tìm đến khu vườn ngày càng đông, thậm chí là nhiều du khách từ các tỉnh thành phía Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai cũng lặn lội tìm đến đây. Nên dịp Noel 2021 và Tết Dương lịch 2022 thì gia đình ông mới mở cửa cho du khách vào tham quan và có thu phí. Kể từ khi mở cửa đến nay, ước tính mỗi ngày nhà vườn đã đón tiếp hàng trăm lượt khách đến tham quan. Trời, cái chùm quýt nè. Trời ơi, cái chùm quýt đã đời không? Quá trời. Ok. Ok. Ôi ôi, hai dì cháu xinh quá. Đây, Ruby ra ghế ngồi. Mẹ quay phim cho Ruby nha. Thích chưa? Con ngồi tới không? Ôi, cây quýt nó trai, nó triểu kìa. Thích không? Rồi, Ruby 2. Con chào cô chú. Con chào cô chú. Con chào các bạn. Con chào bác Càng. Các bạn. Con chào các bạn. Hôm nay con đi vườn quýt. Hôm nay con đi vườn quýt. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp luôn. Nhanh lên nha hai cô gái. Xong rồi mình còn đi ăn nữa đó. Không thôi là trễ giờ đó. Vừa đi đâu? Vừa đi đâu nữa? Đồ có anh Di đang đứng dạng cho cả đó. Anh Di đứng đẹp quá anh Di ơi. Du Duyên. Cái này không tươi. Cây này cũng không tươi. Cây này đẹp nhất nè. Cây này trái quá trời luôn nè. Đã ha. Ôi trái nha. Trời ơi thích quá. Trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chắc mấy chục trái trên chùm này. Chùm nặng chữ quả luôn. Rồi. Còn cái vườn này chắc ngày nào cũng vô anh. Giờ mình đi vô thôi. Cỡ...
Không rồi, 5 giờ chiều rồi. Đi vô mua quýt đi. Đi Út. Hằng ơi, dắt em. Đi vô mua quýt đi. Rồi. Mình mà đi vô cổng là 50 ngàn một người tham quan nha các bạn. Đây. Quýt quá trời quýt. Trái mà nó cứ trĩu xuống gần sát đất luôn nè. Đó. Mê mẩn. Đẹp quá ha. Đây có cái xe máy cày. Bà. Đây xe máy cày. Cái này là để chở quýt nha. Chở quýt từ vườn ra bán nè. Này ta bọc lại cái máy. Chán luôn hả? Thích hả? Vậy là hết 200 ngàn rồi hả? Tao quýt mình hái sẵn là bán bao nhiêu một ký à? Dạ 100. Và mấy ký? 3 ký hơn hả? 4 ký 100. Đại trang. Đi đâu? Đây. Trang. Để bắt cái gì? Phải hết năm chục hết. Rồi đi về. Rồi ăn chưa? Ăn gì? Phải ăn muối. Vì đã bụng ăn. Phải cho mấy trái, trên cây nó to lắm mà. Sao không về? Ở đây bán quýt nha. Nó bảo cần đi ăn muốn ăn phở gì mà không có về. Sao có về không? Đi ra ngoài ăn muốn phở. Ở đây bán quýt đúng nè. Không? Dạ. Ở đây à. 300 ngàn. 300 ngàn. Vô vé, vé vô cộng là 200, mua 100 ngàn quýt về nó là 300. Bây giờ mình đi đi ra chợ Quảng Lập. Ra chợ Quảng Lập anh có cái gì coi có thú vị ăn không? Để ăn không? Trong này mất sóng rồi sao bà? Ờ, trong đây không có sóng đâu. Không có 3G luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra chợ Quảng Lập. Đi ăn chiều ha. Ồ, giờ hôm nay là giờ là năm hơn 5 giờ chiều. Hoàng hôn xuống đẹp quá nè. Đây. Đây, mình tới chợ Quảng Lập rồi. Ủa, ốc xào bỏ lá lốt được luôn nè. Baby xuống ăn gì? Dắt tay cháu nha. Chợ Quảng Lập rồi bây giờ là tối, đồng hồ này bị hư rồi, quay giờ mà thấy nó bị hư rồi. Tiếng cháo vịt luôn. Dạ. Yeah. Trong này nổi tiếng cháo vịt, ý là đơn dương á, đơn dương á là cháo vịt. Cái này của mình luôn hả em ơi? Rồi. Bên trứng vịt lộn không? Bi bi ăn gì? Này mẹ nè. Hello. Hello. Lạnh đấy nha. Đây. Giờ mình sẽ cháu ăn cháo vịt nha với trứng vịt lộn nha. Đây trứng vịt lộn này. Đi ăn với gì Út dễ thương nha. Đi tham quan vườn quýt xong rồi được ăn cháo vịt lộn nè, được ăn cháo nè, cháo vịt nha. Rồi đợi chờ. Đây. Đây là cháo nè, cháo có tiết nè. Đây cháo vịt và có đậu xanh ở trong nữa nha. Trời này lạnh lạnh này ăn là sướng lắm đây nè. Đó. Ngoài ra nè, còn có dĩa gỏi nè. Gỏi gì hấp dẫn chưa? Và còn có thịt vịt. Đây, cháo gỏi thịt vịt nè. Tuyệt vời chưa ạ? Giờ ăn là tát cái bò chét luôn. Hơi bị ngon. Và ngoài ra còn có trứng nè cả nhà ơi. Ăn hết chục trứng này là đủ no luôn.
xin mời nha. Đây, đi múc cháo ra nha, nè. Đây, cháo có cục tiết nè. Nè, trời ơi, cháo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Từ từ, ăn cháo nha. Ăn miếng gỏi vịt nào. Chấm nước mắm. Miếng này hơi to. Rồi, đây, trước. Chấm nước chấm nè. Đã gạt quét xong một lượt. Rồi, sạch bóng. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn tối cho mấy bạn nhỏ nha. Ở đây có món gà nướng nè, thịt xiên nướng nè. Bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Trời ơi, thịt cú mèo. Đây là cơm chiên Dương Châu. Các bạn ơi, sau khi mình đã đi ăn uống no nê rồi, mình mua một vài món cho mấy bạn nhỏ ở nhà. Bây giờ mình sẽ lên đường về lại Đức Trọng thôi. Vi xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.